Kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh Truyền Hình Đồng. Thưa bà con và các bạn, với sự phát triển của xã hội, nhu cầu sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc an toàn ngày càng tăng cao. Chính vì thế, việc sản xuất theo xu thế này dần được nông dân và các địa phương đẩy mạnh. Huyện Lạc Dương là một trong những huyện đi tiên phong trong phong trào sản xuất không hóa chất, nâng cao thu nhập cũng như mang lại giá trị về sức khỏe cho người sản xuất và đưa đến những sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Trong những năm vừa qua, ngành nông nghiệp huyện Lạc Dương đã đạt được những thành tựu đáng kể về quy mô sản xuất, chủng loại, năng suất và chất lượng nông sản, góp phần đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, cùng với đó thì nơi này cũng đang đứng trước những thách thức không nhỏ như đất đai bạc màu, nguồn nước tưới ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học, bùng phát sâu bệnh do sử dụng quá nhiều hóa chất canh tác, phá hủy hệ sinh thái, v.v. Bởi vậy, việc định hướng sản xuất theo phương thức mới, cụ thể là canh tác nông nghiệp không hóa chất, thúc đẩy chế biến nông sản sau thu hoạch, đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng là cách mà địa phương này đang từng bước áp dụng. Công ty Gian xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương hiện là đơn vị đi đầu trong sản xuất nông nghiệp không hóa chất ở Lạc Dương. Ấp ủ mong muốn phát triển các vùng canh tác không hóa chất, tạo nên giá trị nông sản tốt hơn cho thị trường. 3 năm nay, đội ngũ của Gian đã không ngừng triển khai thử nghiệm nông nghiệp không hóa chất sao cho đạt năng suất và giá trị cao. Đến nay, Sàn đang triển khai mô hình liên kết sản xuất không hóa chất với 10 hộ nông dân huyện Lạc Dương. Trước tiên mà nói về cái nông nghiệp không hóa chất á, thì mình cũng phải nói về cái đầu tiên mình chọn, nó là công nghiệp về hữu cơ cả, công nông nghiệp về hữu cơ. Nhưng mà để triển khai được cái nông nghiệp hữu cơ cho diện rộng á, thì nó còn rất nhiều vấn đề cần phải làm nữa. Thì chính thế mình muốn là triển khai cái nông nghiệp là không hóa chất trước cho mọi người, để mọi người làm quen trước cái việc mà mình không dùng tới hóa chất đã. Thì từ cái bước đó mình mới tiến lên được cái nông nghiệp hữu cơ. Các nông hộ trồng rau củ theo kế hoạch hướng dẫn của công ty và sản phẩm được bao tiêu hoàn toàn. Các loại nông sản này sẽ là nguyên liệu để tạo nên các sản phẩm bột nêm, rau củ, hoa quả sấy. Đây là những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng khi mà nhu cầu sử dụng các sản phẩm bột nêm có nguồn gốc tự nhiên, không hóa chất ngày càng cao. Hiện mỗi tháng, Sàn xuất đi khoảng 4 tấn bột nêm rau củ, chủ yếu xuất đi thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng đủ được nhu cầu của thị trường. Thì chúng tôi hiện đang có những dòng sản phẩm như là bột nêm rau củ, một số các sản phẩm đồ sấy như là xoài sấy, thanh long sấy, hồng sấy, và kết hợp với bà con chúng tôi cùng với huyện triển khai mô hình hợp tác liên kết, chuỗi liên kết và giúp đỡ bà con về phân bón và sau đó bao tiêu về sản phẩm. Thế còn về mặt đầu ra thì hiện nay chúng tôi cũng đang kết hợp hai hướng. Hướng thứ nhất là kết hợp với các siêu thị lớn trong cả nước. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã có một số siêu thị đã bắt đầu lớn nhận đặt hàng của chúng tôi, ví dụ như là bên Imart, sắp tới thì có Notte, VC. Và một tiếp tới thì trong năm tới chúng tôi sẽ vào tiếp các hệ thống lớn khác nữa như là Vinmart, Gomart. Và song song với đó thì chúng tôi cũng đang có chuẩn bị có một số đơn hàng xuất khẩu đi Nhật Bản. Thì đó là những cái hướng mà chúng tôi đang triển khai để có thể tiếp tục mở rộng cái vùng canh tác công nghiệp không hóa chất. Có thể thấy tiềm năng phát triển của việc sản xuất nông nghiệp không hóa chất là rất lớn, không chỉ phục vụ ăn tươi mà còn là nền tảng quan trọng cung cấp nguyên liệu cho nhà máy sản xuất. Tuy nhiên trên thực tế, để làm được điều này lại không dễ bởi không nhiều nông dân tuân thủ những kỹ thuật đã được hướng dẫn. Chính vì thế, việc phát triển nông nghiệp không hóa chất sẽ là bước khởi đầu để đưa những sản phẩm đủ an toàn cho người tiêu dùng và cho chính người sản xuất. Là một người nông dân thì mình nghĩ là mọi người cũng nên đi theo cái hướng nền nông nghiệp sạch. Bởi vì thứ nhất là tốt cho sức khỏe, thứ hai là tốt về mặt kinh tế lâu dài và ổn định được. Để làm được cái nền nông nghiệp này, cái thứ nhất là người dân cần phải có sự hướng dẫn và cái sự đam mê trước đã, để thay đổi cái từ cái nông nghiệp hóa chất sang nông nghiệp sạch. Và cái khác nữa đó là họ cần phải có sự hiểu biết và chịu khó. Trong thời gian tới thì cũng gia đình tôi cũng như tôi sẽ vận động tất cả các hộ dân trên địa bàn xã sẽ áp dụng sản xuất nông nghiệp
theo hướng nông nghiệp hữu cơ để làm như thế nào trong thời gian tới để bà con thu nông sản đạt chất lượng. Sản xuất nông nghiệp không hóa chất đòi hỏi việc thay đổi thói quen canh tác. Và để thay đổi được thói quen thì xuất phát ban đầu là phải thay đổi suy nghĩ, thay đổi cách làm trong tiếp cận nông nghiệp, dần bỏ hóa chất ra khỏi các khâu canh tác thường ngày. Để chuyển đổi từ một cái nông nghiệp thông thường qua một cái nông nghiệp mà không dùng hóa chất á, thì bước đầu tiên là chúng ta phải cải tạo môi trường trước. Đối với tất cả các cái nông nghiệp thì cái môi trường là quyết định số 1. Mình phải giải quyết được vấn đề với môi trường đã. Bởi vì nếu một môi trường mà nó không tốt thì ở đó sẽ sinh ra rất nhiều các vấn đề liên quan như là bệnh tật hay là sâu bệnh. Rất nhiều vấn đề nữa. Vấn đề về năng suất nó cũng liên quan đến môi trường nữa. Thì để làm được câu chuyện đó thì trước tiên là mình phải thay đổi về cái cách làm. Cái cách làm rất là quan trọng. Đối với những cái vườn mà họ đang canh tác về hóa học thì mình có thể chuyển đổi từ từ. Thì với cái kinh nghiệm của doanh nghiệp mình ấy, thì mình nghĩ là nó khoảng 3 tháng tới 6 tháng mình có thể chuyển đổi được nó. Đối với cái nông nghiệp không hóa chất ấy, thì cái bước đầu tiên ấy, là mình phải đánh giá về thực trạng trước. Từ cái thực trạng đó mình mới tìm ra được cái giải pháp phù hợp nhất. Nó không có một công thức chung nào cả. Thì cái quan trọng đầu tiên là mình phải đánh giá xem là cái mức độ hiện trạng của mình ở cái thời điểm hiện tại như bây giờ nó đang gặp cái sự cố gì và mình cần giải quyết vấn đề gì. Đầu tiên thì thường thường mình thấy là ở nông dân cái mà họ đang vướng mắc lớn nhất là vấn đề về bệnh, về quản lý về nguồn bệnh. Thì cái nguồn bệnh đó thì như mình đã nói lại từ ban đầu đó là môi trường. Nếu mình giải quyết được vấn đề môi trường thì coi như giải quyết được vấn đề về bệnh. Cái thứ hai là vấn đề về dinh dưỡng. Thì dinh dưỡng bây giờ vẫn đang bị phụ thuộc rất nhiều vào cái nguồn bên ngoài mà họ không tự sản xuất được. Thì bên mình có những cái chuyển giao được cái công nghệ có thể tự làm dinh dưỡng ở tại vườn luôn, tự làm về bảo vệ thực vật ở tại vườn chứ không cần phải đi đâu cả. Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp không hóa chất, sản xuất hữu cơ tập trung thì cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng cũng như sự đồng lòng của cả nhân dân và chính quyền địa phương. Hiện nay thì trên thế giới thì chúng ta thấy là cái xu hướng đi á, là sản phẩm nông nghiệp không hóa chất là một cái xu hướng của các nước tiên tiến. Và chính vì vậy thì đối với Lạc Dương á, thì chúng tôi có cái điều kiện là hiện nay đã sản xuất cái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là có một cái bước phát triển rất tốt. Và hiện nay giá trị thu nhập trên một đơn vị hecta là đã đạt 225 triệu trên một hecta năm. Đây là một cái mức thu nhập rất lớn. Đồng thời thì Lạc Dương đã quy tụ được rất nhiều cái doanh nghiệp về sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Trong đó nhiều cái sản phẩm về thủy canh, về sản phẩm sạch, kể cả là sản phẩm organic cũng đã có. Và chúng tôi cũng đã hình thành được nhiều hợp tác xã liên kết tổ hợp tác để tạo ra các cái chuỗi sản xuất nông nghiệp. Với những cái lợi thế của địa phương như vậy và cùng với một cái xu hướng của người tiêu dùng là rất cần cái sản phẩm mà đảm bảo cho cái an toàn cho cái sức khỏe của cộng đồng. Chính vì vậy thì chúng tôi cũng thấy là đây là một cái bước đi rất khó. Nhưng chúng ta có những cái điều kiện để làm được cái chuyện này. Cho nên là chúng tôi cũng đã được cái sự hỗ trợ của tỉnh, của các sở ban ngành và đặc biệt là các cái công ty doanh nghiệp ở trên địa bàn mà có các chuyên gia Nhật Bản đang đầu tư ở tại địa bàn Lạc Dương. Ở trên cơ sở đó thì chúng tôi quyết định là sẽ cùng nhau để cố gắng để chọn con đường khó nhưng phải làm. Để có thể triển khai thực hiện hiệu quả chương trình này, bên cạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thì việc kêu gọi hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, việc xác định các vùng quy hoạch sản xuất, các cây trồng phù hợp, xây dựng các mô hình điểm và nâng cao năng lực cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp không hóa chất là rất cần thiết. Thưa bà con và các bạn, hồ điệp là một trong những loại hoa được ưa chuộng trong mỗi dịp Tết. Hồ điệp thường chưng được khá lâu. Nếu chăm sóc đúng sau Tết thì những chậu hoa hồ điệp sẽ tiếp tục ra hoa khỏe mạnh. Mời bà con và các bạn theo dõi một số mẹo chăm sóc hồ điệp sau kỳ Tết. Sau khi chưng hoa lan hồ điệp chơi hết Tết,
lan hồ điệp sẽ bắt đầu tàn nên bạn cần chăm sóc để cây nhanh chóng hồi phục và phát triển tươi tốt trở lại. Bước 1. Cắt bỏ vòi hoa. Các bạn dùng kéo cắt ngọn hoa, không nên cắt sát cuống hoa, sẽ làm gãy và dập lá, thậm chí có thể bị thối vào phần thân cây. Chỗ mắc ngủ trên cành hoa vẫn có thể ra cây con, nên bạn hãy dùng bông thấm ít thuốc Actonis vào chỗ mắc ngủ khoảng 7 ngày. Hết 7 ngày đó bạn mở ra, chỉ sau khoảng từ 1 đến 2 tháng là chỗ đấy có khả năng ra cây con. Bạn cũng nên cắt bỏ những lá bị bệnh nhiều, như có dấu hiệu của nấm, nhện loang rộng. Nếu lá chỉ bị hỏng một phần thì tiến hành cắt bỏ phần bị thối đó đi. Bước 2. Cắt bỏ phần gốc rễ bị hư thối. Đa số hoa hồ điệp Tết thường được tưới nước cộng thêm que sắt uống hoa sẽ làm cho rễ cây bị thối, nên cần cắt bỏ phần rễ thối, giữ lại phần rễ sống. Nếu rễ cây còn tươi xanh, ít bị thối thì ta giữ nguyên cả bầu của cây. Lấy kéo sạch cắt bỏ phần rễ thối, giữ nguyên các rễ vẫn còn tươi xanh. Sau đó đặt nguyên bầu cây vào chậu, dùng dây buộc chặt gốc cây lan không cho lung lay. Nếu rễ cây mà bị hỏng nhiều thì bỏ toàn bộ phần rêu nước trong bầu cây, rồi tiến hành cắt toàn bộ phần rễ thối, bôi vôi hoặc keo vào vết cắt, rồi bỏ ít xốp vào đáy chậu. Buộc cố định dây vào gốc để cây không bị lung lay khi cầm chậu. Bạn chọn giá thể để trồng bằng van vụn, sơ dừa hay giấn trắng chi lê v.v. Bước 3. Đặt cây vào chậu mát. Sau khi đã cất bỏ phần rễ thối và cho vào chậu, thì bạn đặt cây vào chậu mát, không để dính nước mưa. Để khô trong khoảng 3 ngày, sau đó mới tưới đẫm toàn bộ chậu một lần. Nên để cây cảnh nơi ánh sáng yếu như ở hiên nhà, dưới tán cây, hoặc là che hai lớp lưới sáng 7%. Bước 4. Tiến hành bón phân. Để cây được bổ sung thêm năng lượng sau một thời gian dài ra hoa, thì bạn cần bón phân định kỳ và tưới phân qua lá cho cây. Dùng phân bón NPK 30-10-10 hoặc 20-20-20 bổ sung thêm B1 và định kỳ phun thuốc trừ nấm bệnh cho cây theo phương pháp 4 đúng. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng kỳ này sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt.